vẫn chưa ạ. Mình chưa tự tin với ngoại hình của mình. Mình chưa tự tin lắm. Mình rất tự tin. Dạ, em chưa tự tin với ngoại hình của mình, tại vì vành mũi em hơi thấp và mặt thì hơi to. Thật ra thì mỗi người ai cũng không có hoàn hảo, và em thì em cũng chưa tự tin về bản thân mình lắm. Dạ, cũng có. Em muốn sửa mũi cho cao lên. Mình cũng có ý định đó. Dạ, dạ có. Nếu mà được thẩm mỹ thì mình sẽ sửa mũi. Trong tương lai mình sẽ có đó. Những đây là mình cần chất lượng hơn là những hành. Nói đầu tiền nào là của đó, chẳng hạn như vậy. Chắc là mình sẽ lựa chọn một nơi có chất lượng. Đấy thì ai cũng muốn mình con gái mà, ai cũng muốn mình đẹp hơn mà. Thì tất nhiên là có điều kiện mình sẽ tìm một trung tâm nào đó có uy tín. Dạ, bởi vì em là sinh viên nên em sẽ ưu tiên nơi mà có giá tiền phù hợp với lại sinh viên của em. Em thì em ưu tiên có chất lượng hơn, bởi vì em không muốn là tiền mất tật mang. Nếu theo mình nghĩ thì mình sẽ chọn một nơi có chất lượng nhưng mà giá cả cũng phù hợp một chút. Khi mà sửa về cảm thấy đẹp cho nên là cũng không nói gì.